Rồi, nay có công chuyện làm cho anh em tốn lúa thêm he. Nay em về được một lô ship này ha. Nói chung thì rất là mềm luôn, phục vụ anh em. Có công chuyện để làm cho anh em tốn lúa ha. Thông báo trước, lô này là shipo đời số thấp ha. Rất là ít gặp. Hiện tại bây giờ thì không phải là ít gặp, nhưng mà nó mềm thì còn rất là ít ha anh em. Đây, Zippo đời 06 ha, số thấp nha. 06 số thấp, new chưa qua sử dụng nha anh em, new hết nha. Tem còn đầy đủ hết ha. Đời số thấp 06 new. Tem này nó chuyển qua tem ni lông rồi nha anh em. Tem ni lông ha. Wow, con này nó để bị ẩm nè. Khi mà giao lô với anh em á, là cái bánh xe ha, vệ sinh làm vệ sinh hết cho anh em luôn nha. Anh em yên tâm về vấn đề đó. Con này bị ẩm ha, bị ra ten cái bánh xe. Chủ cũ bảo quản bị ẩm ha. Ruột 06 trùng năm luôn ha. HF là 2 tháng. Đây, chuẩn new chưa qua sử dụng luôn nha. Lô này thì em nhập lại của anh em ha. Khi giao lưu làm vệ sinh bánh xe rồi sạch sẽ cho anh em nha. Anh em yên tâm mà xét vào cái độ cứng của lưỡi gà và độ bén của bánh xe ha. Đây một con. Nó đây là cùng một lô thôi ha, 06 thôi. Toàn bộ 06 hết cho anh em nha. Và tem là còn dán luôn nha, chưa có khui tem luôn ha. Ở đây là mình khui tem con nào mình tính con đó thôi. Đây, con này không biết có bị ẩm không đây. Thường thì nguyên một lô nó bị ẩm, nó sẽ bị ẩm chung nha anh em. À, con này không bị ẩm nha anh em, không bị ẩm ha. Chuẩn niêu 06 ha. Ruột 06 GH lệch 1 tháng nha. Đáy lõm nội địa Mỹ, mạ rơm trơn. Thì con này em cũng giao lưu là 500 nha anh em. Đồng 500 hết, 500 hết cho anh em chơi ha. Một lô 06 đời số thấp nha. Thì tại sao có số thấp số cao? Số thấp là nó rất là dày ha, chất lượng nó rất là ok. Và những cái cây Zippo càng về sau số càng cao thì cái vỏ nó càng mỏng đi, anh em biết rồi đó. Zippo thì phân biệt ra là số thấp số cao ha. Cái lô này số thấp, con này là mạ chích chôm si bụi chống chày nha anh em. Chích chôm si bụi chống chày cũng 500 để phục vụ anh em luôn nha. 500 luôn, tem nhựa nè ha. Con này hoàn toàn là không có bị ẩm nè, chuẩn niêu ha. Ruột trùng 08. À, con này ruột nó lệch hết 2 năm rồi. Thì anh em lấy thì cũng 500 thôi. Ruột lệch theo máy nha. Cái này là mới khui ra là ruột lệch theo máy luôn nha anh em. Anh em không thích ruột lệch đó thì lấy cây khác. Ruột trùng ha. Đây, những cái cây này nêu chưa sử dụng mà bảo quản kém quá, nó hơi bị có bị xước ha. Con này là 05 luôn nè, E05 tháng 5 năm 2005 ha. Con này tình trạng rất là đẹp, niêu đẹp chuẩn ha. Thu tem ra cho anh em xem luôn. À, em này là không có bị chạy gì hết, không có bị ẩm gì hết ha. Ruột trùng, trùng tháng 5 E05 luôn ha. Cây này thì cũng 500 thôi, 500. Anh em ưng cái nào thì hốt ha, hốt về chơi ha. Lâu lâu mới được có một lô số thấp ha, mềm phục vụ anh em ha. Đó, ở đây là có 05, 06, 06, 06, 06, hoàn toàn 06 ha, 07 ha, đựng cây 07, cây 05, còn lại là 06 ha. Cây 07 là chích chôm si bụi luôn nè, chống chày luôn ha. Chích chôm si bụi chống chày, niêu hoàn hảo nha anh em. 07 ha. Cái lô này là đựng con 05, một con 07, còn lại là 06 hết ha. Số thấp hết, chuẩn niêu cho anh em chơi ha. Những cái cây đời số thấp á, còn gọi là số thấp, vỏ rất là dày nha. Nó khác với những cái con đời số cao ha. Ruột lệch 1 năm 08 theo máy ha.
nguyên zin 08 theo máy. 500 luôn nha anh em, 500 luôn. Anh em cho liên hệ qua hồ sơ. Cảm ơn anh em rất nhiều.